Cửa hàng Hoa Lan xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là mặt hoa cây nụ tam bố nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Và cái khung bông khung dưới linh nó thường là cái lưỡi này nó nhọn hoắt cô chú, rất là đẹp. Và đây là cái mặt hoa của nụ tam bố nha cô chú. Đây là mặt hoa mẹ của cây bên con gieo hạt á. Chuẩn mặt hoa mẹ luôn cô chú. Nhưng mà cây bên con là hàng gieo hạt cái mặt hoa này. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con sẽ bán ra với giá tiền là 100 nghìn một cốc nha cô chú. Cây này bây giờ đã đứng ngọn hết rồi. Và mình về là cái việc là bây giờ mình cho nó lên mầm và mình có thể là mình kích cái thân già nó được, có thể mình lấy kiêu hoặc là mình xem mặt hoa bói của nó luôn. Đây là nụ tam bố nha cô chú, mặt hoa rất là đẹp. Và cây bên con là hàng gieo hạt. Số thoại bên con là 0908 846 04. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Sau đây con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Và đây là hình cây tam bố bên con nha cô. Đây là hàng gieo hạt nè. Đó. Cô chú nhìn mấy cái thân này nè, đã đứng ngọn hết rồi. Cây bên con là điều đã tuột lá này nha cô chú. Và nó trong cái tình trạng là chuẩn bị nó sẽ bắt đầu nó bung mầm lên, nó bật mầm lên. Tại vì cây đứng ngọn hết rồi. Đây, có một số thân đã bắt đầu nó bung mầm lên nè cô chú. Và kích thước của cái cây tam bố bên con thì đang dài tầm khoảng cỡ 7-8 cm. Và nói chung là đây là hàng trồng thuần bên con rồi. Nên cô chú mình về mình cứ việc chăm sóc rất là dễ. Nó dài tầm khoảng 8-9 cm nè cô chú. Đó. Đây là nụ tam bố nha cô chú. Đây. Cây cực kỳ khỏe luôn á. Và giá tiền bên hàng bên con đang bán là 100 nghìn một cốc nha cô chú. Cây đã bắt đầu nó tuột lá rồi, chuẩn bị đang lên mầm. Đây là nụ tam bố nè. Mặt hoa rất là khỏe luôn. Số điện thoại của bên con là 0908 846 04. Địa chỉ nằm ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là tam bố nha cô chú.